Khoảng 11 giờ ngày 6 tháng 10, tại khu vực tiếp nhận bệnh nhân tới đăng ký khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bất ngờ một mảng trần nhà lớn đổ xuống khiến nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân một phen hú vía. Theo ghi nhận tại hiện trường, vị trí trần sập nằm trên đầu khu vực bệnh nhân vào đăng ký khám bệnh có sổ bảo hiểm. Mảng trần thạch cao lớn đổ xuống nền nhà, dưới nền các tấm thạch cao bị bể nát, nhiều thanh sắt tung tóe khắp nền nhà. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, trước đây mái của khu nhà này thiết kế không hợp lý, vào mùa nắng thì nắng quá, mùa mưa thì nước tạt xuống. Vừa rồi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã cho làm lớp trần chống nắng và vừa hoàn thành nhưng chưa có chống tạt. Mới đây lại bổ sung kinh phí để thi công chống tạt. Trong lúc thi công, vật liệu kèm theo một mớ sắt rơi từ tầng 5 xuống dưới, làm thủng một lỗ của trần chống nắng, tiếp đó rơi xuống nền nhà. Được biết, cả hai công trình chống nắng và chống dột trên do Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Riêng công trình chống nắng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được khởi công xây dựng từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng trong khuôn viên 12 ha. Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng vào tháng 2 năm 2019, bệnh viện nghìn tỷ này đã bộc lộ nhiều bất tiện do thiết kế công trình bất hợp lý, chất lượng xây dựng kém, nhiều phòng khoa không đạt yêu cầu.